Nó vừa mới sang tấn công nữa mọi người ơi. Suốt ngày bắn phá suốt ngày. Làm cái phim nó này ở trên màn hình này, thế này xuống dưới này đi. Bây giờ sơn ngôi nhà này thôi. Sơn ngôi nhà này cũng hơi bị tốn kém đấy. Đi ra ngoài ngắm thử cái nó kiểu gì. Cái máy này hơi vô lý đúng không? Máy che hơi vô lý. Lấy sơn sơn đi, kệ đi. Sơn đỏ đi đã. Trời ơi mà đấy mà nó qua nó bắn vỡ cái cầu của mình rồi. Giờ lấy gì mà ráp đây? Giờ lấy gì mà ráp đây? Gỗ. Bên đây còn một hòm nữa. Mình không thích chơi ngựa nữa rồi. Đấy, hòm này đây, rõ ràng là có cái hòm. Hồi nãy là review cho mọi người xem cái nhà ban đêm luôn. Nhà ban đêm ban ngày luôn. Cái những cái hòm đồ như thế này là nha mọi người. Nếu mà mọi người mà lấy hết là như thế này á. Và khi mọi người lấy hết ra thì cái hòm nó sẽ bị vỡ. Mình phải bỏ lại một cái thứ gì vô để nó giữ cái hòm, mà khi nó reset thì nó sẽ mình tiếp tục có thể lấy đồ lại được. Đó là cái cách mà mình cày cái game này, nên là cái nguyên liệu của mình nó tìm nguyên liệu nó dễ hơn. Đó, nhiều anh em là lấy là nó bị mất đó. Không rồi, ráp kiểu đó, ráp đó không êm, ráp cái kiểu này đi. Ok. Ok. Sao vậy?
Mẹ lại tối rồi. Tối thêm. Chưa làm được gì đã tối nữa rồi. Cứ mỗi lần nó qua nó bắn phá hư một cái gì đó là công xây lại lâu lắm, đùa đó. Sơn thì làm sơn mọi người ơi, củi bạc đá quý của mình thì đầy đấy. Điện thoại là rượu này, nhẫn kim cương này, bút Zippo bạc bên đây một hòm đấy, nguyên liệu làm của mình cũng còn nhiều lắm mọi người. Lúc mình ghép đồ, mình cố gắng ghép đồ nó chuẩn á, mình ghép nó không chuẩn là mình gỡ nó ra là nó bị mất tốt nguyên liệu của mình. Sơn sơn nhớ con thùng sơn nó ra đây. Sơn đây 43 can sơn. Mình làm trước 20 cái đi. Trước 20 can sơn. Sơn thì phải có gỗ nữa mọi người ơi, đi mai gỗ thôi. Cắt bớt mấy cái này lại. Xăng lấy xăng theo chi trời. 23 giờ đi ngủ phát đi. Đi ngủ phát cho mọi người ngắm ngôi nhà buổi sáng cái. Ok chưa? Hơi có cái gì đó hơi cổ kính luôn. Cổ kính thế xíu. Ngủ hết em nào. Rồi, nó cho mình ngủ rồi. Wow. Tuyệt vời ông mặt trời chưa? Có tin được không? Mọi người có tin vào mắt mình chưa?
mình không thể tin nổi mình có thể xây được ngôi nhà như vậy rồi. Ghế sofa ghép mà sắt nét là đẹp nó chứ mọi người. Đấy, giường không hề lỗi nhé. Tỷ lệ tranh là ghép mà nói chung là về độ cao và tương phản thì nó cũng tương đối, nói chung là cái tủ và cái tường phải không ạ? Đó. Như kẻ chỉ luôn. Bàn ghế. Đặt ngay ngắn đàng hoàng rõ ràng không, nét nét cứ như cậu với mợ đi kiếm cái gì đớp vào mồm cái đó. Đấy, view đây mọi người. Ok chưa, sẽ có cả sân bay này. Còn chỗ này chưa sơn, để sơn chỗ này cho nó. À, không có gỗ, không gỗ mọi người, xuống đào gỗ thôi, xuống cưa gỗ thôi, đi quanh một vòng cho mọi người xem mà lại. Hai cái chỗ này hơi hơi bé, chừa cái chỗ này hơi bé, gỡ hai cái thùng này ra. Đẹp không, được không? Ok nha. Cái đèn hôm nay mới phát hiện cái đèn nó lòi ra ngoài tí. Tí nữa sửa cái cầu thang này lại mới được, cầu thang này nhìn ốm thèm quá. Sơn và gỗ. Lấy rồi. Là tới chừng nó reset lại. Âm thanh trong game có thể hơi to. Music.
Thôi tạm thời vậy đi. Tí nữa bọn nó sang bọn nó bắn nghe nấu lỗ tai. Cái gì thế này? Sao mày mọc được trên đó? Hả? Bạn vô lý này. Hơi khó hiểu, hơi vô lý đấy. Vô lý mà. Qua bên đảo bên này có lợi cái xây nhà thì lúc mà mình chế sơn sơn tường và sơn nền nó là cái tài nguyên gỗ thì thôi khỏi phải bàn, miễn bàn. Cái đảo này là nhiều cây nhất, những cái tài nguyên khác thì nó không có, nhưng mà đá thì không có, nhưng mà hòm đồ đồ này kia thì xăng dầu nó không có, nhưng mà được cái thì gỗ thì một đảo. Mẹ nó mệt rồi, nó còn nó chết của cái vụ chém hụt nữa. Bố tổ. Thở còn hơn mà tao thở. Chém cây đằng trước gãy cây sau lạ chưa kìa. Đây rồi, đây rồi, làm cây này nữa full này. Không có tiếng game thì nghe là chơi game, mà không có tiếng game thì nó lại hơi chán.
Mở nghe tiếng thì tí nữa mẹ chúng nó vác bom lựu đạn sang, súng shotgun nó nổ mẹ vỡ lỗ tai. Đây 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 đây, đây. Siêu thị thì sơn nền sơn gì được. Siêu thị sơn nền thì sơn màu gì được. Tường, sơn tường trước đi, sơn thử cái màu trắng này xem nó như thế nào. Mẹ đùa lừa nhau à? Màu xanh, màu xanh này với màu xanh với kiếm tạm vậy đi, hơi tốn kém đấy mọi người ơi, không đùa đâu. Đấy. Hết sơn rồi đấy, chưa gì đó hết 20 can sơn rồi. Vẫn còn ở đấy. Còn có 7 viên đạn. Sơn. Làm ít đạn đi. À, đồng. Đấy, không có quay đồng. À, nó đói liên tục ông ơi. 20 viên nữa. Đéo hoài. Tốn kém lại đói rồi. Tí nữa mình cũng sẽ phải sửa cái cầu thang này lại thôi. Cầu thang này nhìn thảm hại quá. Đẹp chưa? Ok chưa?
Mỗi lần nó qua nó tấn công ban đêm mà không biết đường mà chống đỡ. Rồi luôn. Có cái thì gỡ bố nó rồi. Đây, cái xem bà các bạn thấy cái siêu thị nó khủng chưa, tốn kém chưa. À mình phải chế cái này mới thấy đường chứ. Tạm thời này đi. Vậy đang thấy được làm. Sơn trong sơn ngoài, cái cửa này sơn màu khác. Cho nó có cái sự khác biệt một tí à. Còn 7 thùng sơn. Còn 7 thùng sơn. Sơn nền nữa mọi người ơi. Sơn nền hồi nãy là cái nền nhà là mình sơn cái này rồi, là kiểu giống như là ván ván. Cái này là màu giống như cái nền đất à. Còn cái này là cái chỗ giống như cái sân bay mà mình sơn á, giống như là gạch vỉa hè vậy đó. Sơn này đi. Hết gỗ. Ba thùng sơn là 15 gỗ. Chỉ có 3 thùng sơn thôi. 2 giờ rồi. Đi cày nguyên liệu. Cái đó là mình mới có sơn có mặt mặt trong thôi nha mọi người. Mặt trong thôi là đã hết 45 sơn rồi. Nãy giờ là hết 45 sơn rồi đấy. Sơn mặt trong mặt ngoài là để coi xem. Rồi mọi người thấy chưa, chưa còn đồ đạc chất ở trong này nữa. 3 giờ 4 giờ sáng rồi. À, bây giờ tí cày đi. Còn xăng không nhỉ? Xăng.
trong này còn xăng. Xăng này còn không. Ui cái nó bắn gần bể cái nó bắn gần bể cái vỏ của mình. Em mình hướng dẫn mọi người cách để mà lấy dầu cũng như là cái gì can, cái can hóa chất hả, cái can hóa chất để mà làm sơn đó, đó là mình khai thác được hoài luôn đó mọi người. Chết rồi, quên lấy ấy rồi, bên lấy vàng bạc châu báu theo để đây là cái này cái đó, mình lấy như vậy thôi mọi người. Mình lấy, nếu mà mình lấy hết đó là nó sẽ mất luôn cái thùng này, mãi mãi không muốn khai thác được nữa. Trên này còn thùng. Vậy thôi mọi người, vậy thôi. Ở bên đây là nó có ba cái đây, có ba cái này. Tầng dưới một cái nữa, tầng dưới là dưới nằm chỗ nào đây. Trên lầu nằm chỗ nào ta? Pháo sáng nằm ở trên đó, nằm ở trên đó thì đây 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 đây. Ui rồi ôi, mẹ đừng đụng. Mỗi lần va chạm độ bền nó lại giảm tí. Đồ mình lấy như vậy á, mỗi khi nó không có bị mất á, khi mà reset là mình lại quay lại mình lấy được nữa. Quá.
5 can rồi. Nhẹ nhẹ thôi, cái thuyền nó sắp tan rồi. Tất cả các cái đảo này là mình đã tiêu diệt hết lính rồi mọi người, chỉ còn lâu lâu nó spawn ra mấy cái đám lính nó qua nhà nó phá thôi, trên đảo không còn nữa. Cái chỗ này là để đấy thảm đó, nếu như mà mình lấy cái như vậy mà mình không bỏ chừa lại một cái gì đó là nó sẽ mất, nó sẽ mất. Nên là lý do tại vì sao mà các bạn thấy cái nguyên liệu nếu mà làm nhà mình nó khá là nhiều. Cũng phải ghép đi ghép lại nhiều lần nữa, mình chưa có giày. Lấy cái này tí nữa ghé ngang chỗ kia mua mua thêm. Thế thôi, lấy nữa là mất luôn đấy. Đói rồi, bạn tiên sư màu đói thế, đi kiếm cái gì bỏ vào mồm nữa. Không có cái gì. Hòm. Sau này còn cái hồng đạn nữa thì phải. Rồi, ở dưới. Đồ ăn bên đây, đồ ăn bên nhà bên này, vải. Đất vật, đói, vừa đói vừa khát. Thùng dầu này lấy rồi nha, lấy nữa là mất đấy, quên quên lấy.
cái bức tường mình sơn màu xanh thì ghép tranh lên nó không nổi lắm, cái độ tương phản nó không có. Tường màu trắng thì nó lại dễ. Sức nhỏ nhẹ với nó thôi chứ. Thở hổn hển ra đây là có cái gì. Lại một cái ghế. Đôi giày này đẹp hơn. Biết cái đá hoa. Không biết cái đá hoa kia lấy ở cái chỗ nào luôn. Ở bên đây thì rất là nhiều dầu. Cái đảo bên đây, cái đảo này nhiều dầu. 3 thùng. Nữa là mất đấy. Còn đâu nữa không nhỉ? Phòng kia kia, phòng kia kia thì lút sắt với gỗ. Chiếc xe này có khi là có dầu. Sắt với dầu. Này thì chip mình không cần chip nhiều. Phút rồi, phút này thôi, về không ạ. Rõ ràng cái đá này đã hoa hay là mình chưa update nhỉ?
Chưa update phiên bản mới à? Đấy, được 8 anh sơn rồi đấy. Kiếm ít đồ ăn này. Xấu lắm. Cho một mỗi can mà lại kéo kịp thế. Lấy cái đó là tí nữa đi mua đó. Không bỏ vô là mất đấy mọi người. Hồi nãy mở cái ra nhiều khi là nó không có gì, là phải kiếm cái gì bỏ vô nha. Mất đấy. Giống như cái hòm này à, lấy ví dụ như các bạn à. Đấy, vỡ ngay. Mất ngay. Cái nhà cũ của mình cho mọi người xem. Mình xây cái nhà, mình sẽ xây cái nhà trên cái đảo mà nhà mình bên hướng kia. Đây, phải ghé ngang qua cái nhà cũ cho mọi người xem mà nó quánh không còn một cái gì.
chị ơi, bán em ít đồ chị ơi. Đủ trời. Đi qua ghé nhà cũ còn cái gì vậy? Còn có cái gì thì đổi chat được với ba chị nữa. Đã đi trên cái xuồng nó mát. Sợ mất đồ lắm. Tí nữa là nhớ là còn ba thằng kia nó còn đang canh me ở ngoài, đi ngang qua nó bắn một tên đạn thôi là đấy, nhà cũ của mình rồi các bạn, nó bắn trời ơi, nó bắn không còn cái gì. Đây mình vẫn còn đồ bên đây, nói chung là đồ bên đây mình cũng vẫn còn một bức tranh khá đẹp, sách vẫn còn đấy, đồ mình sưu tập là cái ghế nè, lấy hết về nha. Bàn này thì nó không hợp cho cái bàn trong siêu thị lắm, siêu thị đâu ai xài cái đấy nhỉ. Cái ghế nè, thức ăn đồng hồ, siêu thị cũng cần phải có đồng hồ chứ nhỉ. Mình còn con thuyền 4 người chạy thì tốc độ nó cũng vậy thôi, nhưng mà tốn xăng bà cố. Chị ơi em quay lại đây, chị bán cho em ít đồ ăn, cái này em đem nhẫn kim cương qua em đổi với chị. Mình vừa bỏ lại chai rượu. Đấy. Ăn cái để nó đói, đói thối mồm. Rồi, đây.
đến sáng là chúng nó qua nó đánh rồi đấy. Mẹ nhà hướng nào? Đây hướng ngay. Đó là cái nhà cũ. Cái nhà mới là bên dãy nhà lầu này nè. Đó mọi người. À, sáng lấp lánh này đấy. Đây 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 bên đây. Cái siêu thị của mình nó mà ban đêm mà bật đèn lên này cũng sáng cả bầu trời ấy nhỉ. Đi cái hướng này còn ba anh lính nha, còn ba anh lính đang trôi nổi ở ngoài biển nha. Nó bắn một phát là mất cả chì lẫn chài đấy. Coi coi máy ảnh ở chỗ nào. Nãy mình đứng ở góc cầu đó, mình bắn ngược ra ngoài này, nó đứng ở góc cỡ chỗ đằng phía sau cái đảo này nè, chỗ cái đảo này qua đấy, đi né né nó tí xíu rồi. À đây 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 mẹ ba anh lính đây. Tạt ra ngay chứ không mà đi ngang qua mà là mất đồ trên xuống luôn đấy. Ơi đừng lắc chứ. Cái gì gì cần để lại sẽ để lại. Lấy cái gỗ này lên. Ba thằng đó 5 giờ sáng này, ba thằng mắc ma cất ma đồ, cất vòng vàng dây chuyền này lại xuống này, tiếp tục build cái. Có 6 cái điện thoại, nhẫn có một nùi nhẫn, hai mươi ba mươi sáu chắc bên đây. Nói chung chỉ có một từ để tả thôi, giàu, quá giàu. Rồi bớt bên này. Rồi bớt đầu bên này đi tí nữa. Mười mấy thùng sơn, 18 thùng sơn. 18 thùng sơn gỗ là không đủ nữa đã.
mũ gỗ rồi đó. Lại tiếp tục đi chặt gỗ. Này phải chặn cái hàng rào này lại mọi người. Không là nó lên cầu được. Nó lên cầu được là nó cũng đợt trước mà mình không có làm cái hàng rào đó là nó lên cầu nó phá, trời ơi. Mình thấy nhiều anh em cũng chơi cái này đó, nhưng mà chọn cái địa điểm xây ở các cái đảo khác đó, mình nghĩ chắc là đi tìm đi mai gỗ này không cũng chết mệt. Nhìn cái màu này nó sến sến thì thôi chứ giời ơi lại hết rồi mọi người ơi, thấy chưa, thấy gì chưa, à, trần ai chưa. Đi mai cả buổi về lít lít mấy cái hết bố nó rồi. Gỡ ra đi, gỡ ra đi. Mình xuống biển cũng được, xuống biển lặn lặn lên lặn xuống ngồi lên lặn xuống ngồi lên nhọc lắm.
đợi nó reset đâu rồi. Bây giờ mình sẽ làm tủ đi, sắt và chip. Tủ mình nghĩ ra siêu thị thì nó cái tủ này thì nó đưa vô nó sẽ hợp hơn, sắt và chip. Mình là làm bao nhiêu cái tủ này? Để xếp hẳn này một dãy tủ nha. Sắt, sắt thì bên kia còn cái tủ này là bao nhiêu? 15. Mình còn bao nhiêu chip? 4 cái tủ. Thì nó phải là sắt. Sắt ở đâu còn nhỉ? Sắt ở trên nhà trên còn không? Sắt ở trong này. Ok. Có ba anh bạn kia còn sót ở ngoài kia, nó anh cứ đứng ở đấy, tụi nó cũng đỡ tấn công nhỉ, nhưng nó chưa spawn cái đợt lính mới. Đó, đây ba anh bạn. Khó bắn chứ không phải đùa đâu. Bắn không ạ? Như chó ngáp phải ruồi. Hên hên là mới trúng. Gì nhỉ? Đi đâu vậy? Đi đâu? Nó lại đi đâu? Khâu này là khâu quan trọng nha mọi người, ráp là phải ráp chính xác này nó đỡ công của mình nữa. Ui dồi ôi, nét chưa? Kỹ thuật ráp đồ ok chưa? Một con. Hai. Ba. Wow. 5 6. 7 8 9. Ở phía trên này 10 11 12 13 14 15 16 17 cái tủ. Còn có thể ráp cái gì trong này được? Mấy cái kệ. Mấy cái kệ ráp tượng trưng thôi, đúng không? Tượng trưng thôi. Mấy cái kệ sắt.
Mẹ nhìn bẩn thế nhỉ. What the hell? Bể kiếm rồi đấy, nó bắn vỡ một cái kiếm rồi đấy. Mày đau đau. Đây nhá. Ở đâu ta? Nó còn bắn mình ra đâu nữa trời. Nó vẫn còn báo là nhà mình bị tấn công nè. Vẫn còn báo nhà mình còn còn bị tấn công cả. Không, ở dưới nước không thể dùng súng. Hết rồi, đừng có nhờn với anh mày, lựu đạn anh mày nhiều lắm. Nếu cần anh có thể tặng cho các chú một kho. Mới nó đã reset lại chưa không biết. Chưa, chưa reset lại. Nó reset lại mình lại tiếp tục mình đi mai tiếp. Nó vừa bắn vỡ tấm kính nào của mình rồi. Vỡ tấm kính ở đâu nhỉ? Nghe cái xoáng phát. Chưa. Kệ mẹ nhìn bẩn. Bẩn không thể chịu được.
siêu thị, siêu thị mẹ anh ông ấy đã ráp thùng rác vào đây cho. Không phải anh mà đã ráp thùng rác vào đây cho mày. Bàn làm việc hay là mình ráp cái bàn này hay là cái tủ này? Không hợp lý lắm. Có cái đá marble này không biết mai ở cái chỗ nào. Rồi, tạm thời vậy đi mọi người ơi. Hết nguyên liệu rồi. Ráp cái này thì nhìn nó bẩn. Cứ để Art Rap Metal, Fact Rap Metal. Ui giời ơi mẹ. Siêu thị anh mày. Siêu thị của anh nhìn ngon lành như vậy. Mẹ đưa rác qua sao được. Biến đi. Rồi xong. Bên kia vỡ cái kiếm bên đây ảo, vỡ cái kiếm này mọi người ơi, nghe rõ ràng nghe cái xoắn phát. 1 2 3 4 5 6 6 nữa 45 18 6 45 6 là 51 18 69 69 càn sơn nữa. Mệt đấy. 69 càn sơn nữa mới sơn giáp cả nhà đó. Thôi chắc hôm nay đến đây thôi mọi người. Mình sẽ trồng hai cái hàng hoa, hai hàng hoa dọc hai bên đường đi. Nhà này thì sẽ ráp tường lên, qua bên kia lấy sắt về ráp tường lên hoặc là làm tường gỗ. Làm tường gỗ thì chúng nó bắn nhanh lắm. Cái này hay là mình sửa lại cái này đi. Sửa lại cái này đi cho nó đỡ tốn. Mình sẽ định hình lại cái cầu thang của mình nó đi cái hướng nào. Mình sẽ định hình lại cái cầu thang của mình nó sẽ đi hướng nào. Mấy cái này là nó bắn phá dữ lắm. Đây, chưa. Gỡ từ trong này gỡ ra.
súng ống làm gì được. Nhiều quá. Cắt bớt. Bây giờ xây cột lên, dựng cột lên, thang thang lên, lắt nhắt lại hết sắt rồi. Tốn kém chưa? Sao ta? À. Hết sắt rồi, chắc phải làm gỗ thôi. Không làm gỗ sao qua bên nó được. Sắt nào thôi chắc tạm thời hôm nay đến đây vậy rồi anh em ơi. Bắt buộc phải xây cái này rồi, không xây cái này thì mới về bên kia được. Đây
mẹ nó. Khó khăn đấy, không phải đùa đâu. Review lại ngôi nhà cái. Hết xăng luôn rồi. Mình nhớ mình tắt rồi mà sao nó lại hết xăng nhỉ? Thôi, bye bye mọi người nhé. Ý gì thì góp ý bên dưới cho mình xin ý kiến này, xem mà có cần phải chỉnh sửa thay đổi gì không mọi người. Hôm nay là mình cũng làm được khá nhiều việc đấy, cái kia là cũng tương đối rồi, cũng sửa lại gần xong cái cầu thang. Bye bye mọi người.